Đừng chỉ nghĩ rằng khi mà mình bị xương khớp là phải sống chung với lũ cả đời. Anh chị em mình bị thoái hóa đốt sống cổ, nó chèn ép vào dây thần kinh, máu lưu thông từ tim lên não sẽ bị kém, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, ù tai, nhức mỏi nó sinh ra, ngừa đầu ngừa cổ rất là mỏi và rất thích vặn đầu vặn cổ và cảm giác người ta bóp cho mình rất là sướng. Khi mà máu lưu thông kém, các giải pháp khi mà anh chị em mình uống thuốc nam, thuốc lá, thuốc tây để nó giảm đau, chống viêm cho máu lưu thông, mà xương của mình là do canxi tạo nên, thì mình phải bắt buộc dùng canxi để lấp đầy các khoảng trống ở trong xương, khôi phục tái tạo tế bào xương. Mà thuốc nam, thuốc lá lại không có canxi, mình không thể lấy nó để đắp vào trong xương được. Khi mà xương bị xốp, bị thoái hóa, nó giống như cái tổ ong vậy, rất nhiều lỗ. Mà thoái hóa nó sẽ giống như củ khoai bị hà, từ một chỗ nó lan sang các khớp khác. Thoái hóa một đốt nó sinh ra nhiều đốt khác. Anh chị em để xử lý được tận gốc xương khớp, hãy sử dụng canxi hữu cơ sinh vật để khôi phục tái tạo tế bào xương, khôi phục, nâng đỡ đĩa đệm, ổn định lại mật độ của xương. Khi mà không bị thoái hóa nữa, nó sẽ không chèn ép dây thần kinh, máu lưu thông lên não tốt, thì cái hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, ù tai, tê tay, tê chân nó sẽ biến mất anh chị em nhé.